Thưa quý vị, để đưa chuyển đổi số trở thành động lực cho sự phát triển, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết số 05 về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Từ đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ban hành đề án chuyển đổi số trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định chuyển đổi số là động lực mới và là cơ hội để giải quyết các điểm nghẽn, tạo đột phá trong phát triển. Quán triệt sâu sắc chủ trương này, ngành du lịch thành phố đã có những bước đi nhanh nhạy để không bỏ lỡ đà phục hồi hậu COVID-19. Cuối năm 2021, du lịch Đà Nẵng chào sân cho màn tái cơ động hậu COVID-19 bằng việc ra mắt ứng dụng VR360, một chạm đến Đà Nẵng. Đây là công nghệ thực tế ảo giúp dẫn đường cho du khách trải nghiệm tour khám phá Đà Nẵng, kèm thuyết minh tự động, hình ảnh mãn nhãn, âm thanh sống động trợ giúp từ trợ lý ảo của Trung tâm Hỗ trợ Du khách. Sau thành công của VR360, ngành du lịch thành phố tiếp tục đẩy mạnh công nghệ số để quảng bá xúc tiến du lịch. Có thể nói Đà Nẵng là một trong những thành phố có cái định hướng đi đầu trong việc đưa thành phố trở thành một thành phố du lịch thông minh. Và theo đó, Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã có những cái kế hoạch chuyển đổi số trong công tác xúc tiến quảng bá. Năm 2022, Trung tâm bước tiếp giai đoạn 2 để đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ VR360 phối hợp với Viettel ra mắt cái sàn giao dịch trực tuyến để tăng cái tính tiện ích cho doanh nghiệp và du khách. Cùng với xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành, các doanh nghiệp du lịch dịch vụ tại Đà Nẵng cũng nhanh chóng nắm bắt xu thế này để cải tiến, nâng cấp các sản phẩm của mình trên nền tảng công nghệ 4.0 nhằm tiếp cận rộng rãi hơn các đối tượng khách hàng. Hiện nay thì chúng tôi đã xây dựng một cái đội ngũ nhân viên digital marketing để phục vụ cho cái công tác xúc tiến công nghệ số này vào chiến lược kinh doanh. Chúng tôi tập trung vào xây dựng các công cụ số, xây dựng mạng xã hội và kết nối khách hàng. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, du lịch đang là một trong những ngành được chính phủ chú trọng, tiên phong trong việc chuyển đổi số để khai thác hiệu quả lợi thế. Bởi khi du lịch không chạm trở thành xu hướng hậu COVID-19, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu. Phải xây dựng cho được cái cơ sở dữ liệu lớn mà hiện nay thì chúng ta mới bắt đầu thôi. Phải có một cái đơn vị nào đó đứng ra làm, thì lãnh đạo thành phố có thể giao sở du lịch, có thể giao liên hiệp hội, có thể giao hiệp hội chúng tôi, hoặc là cái quỹ xúc tiến tôi vừa thành lập. Có một cái nền tảng dữ liệu lớn như thế về tài nguyên du lịch, về cơ sở dịch vụ, thì chúng ta mới nhanh chóng kết nối vào với các nền tảng lớn. Hiện Sở Du lịch Đà Nẵng đang tập trung nghiên cứu đẩy mạnh triển khai các giải pháp về chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, hướng đến xây dựng nền tảng dữ liệu du lịch và hệ thống công nghệ số, hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh du lịch đang phục hồi mạnh mẽ.